Các vị có nghe rõ không? Alo. Rồi. Sáng nay là mình ôm lại cái bốn thứ vật thực hả? Bốn thứ vật thực. Vẫn học về duyên khởi, vẫn là đề tài duyên khởi, vẫn là đề tài 12 duyên khởi. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngày lồng ghép, ngày lồng ghép vào trong đây muốn cái vấn đề thức ăn á, lồng ghép vào trong cái đề tài duyên khởi. Thì tôi nhắc lại, dầu là về cái đời sống tinh thần hay là cái tấm thân sinh lý này, thì cái nào đi nữa thì nó cũng cần đến những cái nguồn tiết liệu hay là những cái nguồn dưỡng tố nó mới tồn tại được. Chúng ta cũng biết rồi, vật chất nó là bất cứ một cái thứ vật chất nào, dù là một hạt cát hay là một cái cọng cỏ hay là một cái đốm nắng hay là một cái cơn gió, nó phải cần đến những cái yếu tố, những cái nhân duyên. Nên thì những cái yếu tố, những cái nhân duyên đó nó được gọi là cái vật thực. Đừng có nghĩ đó là một cái làn gió nhẹ hay là một cái tia hay một cái đốm nắng nhỏ rồi mình nói là nó không có yếu tố, nó không có những cái nhân duyên. Chuyện nhẹ nhàng thôi, việc khoa nói khoa học, bây giờ mình nói chuyện trước mắt mình này. Đâu phải ngày nào mình muốn có gió là có, đâu phải lúc nào mình muốn có gió là có ngay, đâu phải lúc nào mình muốn có nắng là có ngay. Thì những cái yếu tố, những nhân duyên, những điều kiện nào mà giúp cho gió, cái cơn gió đó nó có mặt, giúp cho cái đốm nắng đó nó có mặt, giúp cho cái tia nắng đó nó có mặt, thì những cái điều kiện, những nhân duyên đó được gọi là vật thực. Chỉ vậy thôi. Thì ở đây Đức Phật ngày nói đến cái dòng sinh tử của chúng sinh ấy, nó gồm có bốn thứ vật thực. Thứ nhất là đoàn thực. Đoàn thực là những thực phẩm mà ta ăn uống. Xúc thực á, xúc thực á là tâm sở xúc nhé, tâm sở xúc là cái sự gặp gỡ, là sự gặp gỡ của căn, tức là sáu căn nhé, rồi cảnh, thức. Có nghĩa là có ví dụ như bây giờ mình đang ngủ thì mình không thể nào mình nhìn thấy cái hoa nó đang nở bên ngoài cửa sổ được đó. Rồi có những niềm vui nỗi buồn của mình ấy, nó phải hội đủ nhân duyên thì nó mới hình thành. Thì cái sự hình thành đó mình có thể gọi là xúc, không sai. Bởi vì ví dụ như bây giờ mình mong gặp được cái người nào đó quá, không gặp được họ bởi vì cái căn cảnh và thích nó không có, nó không có đủ. Ví dụ bây giờ mình vào ngay thời điểm này nè mà mình gặp được người đó rồi mình, nhưng mà khổ một chỗ đó là người đó bây giờ không có mặt ở đây, là cái cảnh nó thiếu. Cái cảnh nó thiếu, căn tức là sáu căn mình, con mắt mình sẵn sàng thấy rồi đó, nhưng mà không có cảm thì làm sao có thức. Thì có ba thứ cộng lại, có căn có nghĩa là con mắt mình có, rồi phải có cảm, có căn có cảnh, hai cái này nó gặp nhau nó mới có thức. Mà có căn cảm thức ba cái nó gặp nhau đó thì nó mới làm nên một cái mà mình gọi là đời sống. Có thức ăn nhưng mà mình không có chạm môi vào thì sao gọi là ăn được. Cho nên phải có ba cái. Có nhiều khi căn có vấn đề, có nhiều khi cảm có vấn đề thì tự nhiên thức nó có vấn đề. Làm sao ví dụ như bây giờ là trời mù quá mình thấy được, hoặc là bữa đó mình bị ù lỗ tai, hoặc là có âm thanh gì nó ồn quá mình không nghe được tiếng nhạc, hoặc là bữa đó mình bản thân mình bị ù lỗ tai ha, rồi hoặc là bữa đó lỗ tai, hoặc là bữa cái cảm cái âm thanh đó mình nghe được trọn vẹn là bởi vì bị nhiễu âm, hoặc là bữa đó mình bị bệnh cái lưỡi mình nó không có nếm được, nó không có ăn uống bình thường như mọi khi được, nếm cái gì nó cũng đắng, nó cũng nhạt. Cho nên đó là
đúng không? Nghĩ cảm thấy không có vấn đề nhưng nghĩ căng luôn luôn có vấn đề đó, cho nên cái xúc nó quan trọng vậy đó, nhớ nha, cái xúc thực. Cho nên Đức Phật dạy rằng là cái đời sống của mình nó là phải là cái sự để cái định nghĩa luôn, đời sống luôn là sự hội tụ của những nhân duyên. Phật gọi đó là xúc thực. Chỉ cần trục trặc một duyên thì đời sống lập tức có vấn đề. Chỗ này đúng là tôi nói, tôi cũng cần viết, nhưng mà tôi cố ý, tôi nhấn mạnh, nha. Cái xúc thực nó quan trọng như vậy đó. Đoàn thân thì là có nghĩa là những thức ăn mà đoàn thân tức là food, là food, là nutrition, là nutrition. Những cái mình giọng vô họng của mình á thì gọi là đoàn thực. Còn cái xúc thực đó là những cái nhân duyên, tức là căn, tức là sáu căn á, sáu cảnh sáu thức. Sáu căn sáu cảnh đó, nó phải là smooth, nó phải trơn tru, nó phải không có trục trặc vấn đề gì hết. Chứ nếu có một chút thôi, căn có một chút trục trặc, cảnh có một chút trục trặc là đời sống mình lập tức trục trặc. Đó thì cái đó được gọi là xúc. Rồi cái thứ ba là tư niệm thực. Tư niệm thực là chỉ cho tâm sở tư. Tức mental investment. Đó. Cũng có chỗ dịch là intended. Cái nào cũng đúng hết. Có nghĩa là cái chủ ý của mình á, cái chủ ý của mình trong mỗi cái suy nghĩ, trong mỗi cái hành động lớn nhỏ, cái đó rất là quan trọng. Mà một người không học giáo lý sẽ làm lơ cái chỗ này. Cái chủ ý mình quan trọng. Tôi cũng sống trong hoàn cảnh y hệt như các vị, thấy không? Tôi sống y hệt như vậy. Nhưng mà cái chủ ý của tôi là cái gì? Chủ ý của tôi là gì? Tôi cần khổ dữ lắm nha. Tôi tần tảo nắng sương ha, một nắng hai sương ha. Rồi thì là tôi phải buông gánh bắn bưng đủ điều hết. Nhưng mà cái lòng của tôi đó, là tôi mong làm sao đó mà con tôi chỉ cần tụi nó mà nó chỉ cần tụi nó mà tôi thấy được rồi đó, là mùa mưa năm sau đó, là coi như là tôi nói với vợ tôi với chồng tôi ha, là tôi sẽ đi về Miến Điện tôi tu thiền nghe. Thì khi mà tôi có cái lòng nghĩ như vậy thì cực cỡ nào cực tôi vẫn cứ vui. Bây giờ tôi biết tôi có 3 tháng ở Memio mát lạnh mà an tĩnh ha, trong khi đó tôi cũng cực khổ. Nhưng mà tôi cứ nghĩ một chuyện thôi, tôi cứ lay quay cái đầu tôi cứ lay quay lo cho chồng, lo cho chồng lo cho vợ, lo cho chồng, lo cho con. Tôi cứ lay quay bao nhiêu đó thì tôi rất là mệt. Nhưng mà tôi cứ nghĩ đến tức là cái khóa thiền mà 3 tháng ở Miến Điện, mà chuyện tôi đang nói không phải là ví dụ không đâu, có thật tại châu Âu. Có một cô Phật tử, tôi không có nói tên ở đây ha, mà chắc nói chắc khổ cũng không biết đâu, tùy khổ đâu, có bao giờ online. Cái giai cảnh rất là thanh bạch, có nghĩa là chồng cổ, nếu mà cổ đi làm ấy thì hai vợ chồng chỉ đủ để xây sở trong đời sống tương đối là no đủ thôi. Còn nếu mà cổ bu một đôi hai người mà ngưng làm việc đó thì đời sống nó sẽ chặt hơn. Vậy nên mà giờ cứu cổ đã chọn một cái con đường là cổ đi tu thiền. Cổ nói bây giờ cổ ở nhà thì cổ chỉ thêm được bữa ăn một cái dĩa thạch thôi. Thôi bây giờ cổ xin phép, cổ xin mọi người tặng cho cổ cái dĩa thịt đó để cổ đi tu thiền. Tặng đây nghĩa là cổ khỏi phải đi làm và cổ giao hết cho chồng cổ đi tu. Và phải nói cổ tu thiền rất là tinh tấn, và hôm nay thì cổ đã xuất gia rồi. Thì ok, tùy quý vị trong đêm nghĩ thôi, quý vị nghĩ đó là một người vợ, một người mẹ không có trách nhiệm. Nhưng mà tôi đó thì tôi đồng ý với cách nghĩ của cổ. Cổ nói con tin Phật, thân người khó được mà chánh pháp khó gặp. Và bây giờ con cứ mà ám ảnh cái trách nhiệm thì con cũng như bao nhiêu chúng sanh khác, con bao nhiêu như bao nhiêu người mẹ, bao nhiêu người vợ khác, như bao nhiêu người đàn bà khác, thì đời cũng tàn. Con làm đàn bà một đời này đủ rồi, có làm vợ một đời này là đủ rồi, cũng sợ quá rồi. Mà bây giờ khi con đi với cái con nó không có chết, chồng con còn trẻ còn khỏe như vậy là ok rồi.
mà tôi rất là mê cái suy nghĩ đó, tôi rất trân quý cái suy nghĩ đó. Cho nên trước khi mà cổ dứt khoát được đó, cổ cũng đi làm, có đi làm, nhưng mà phải nói đó là cổ cái intending của cổ rất là tốt, cái investment của cổ rất là tốt, rồi cổ đầu tư ý thức, vậy cái tư niệm đó, cái tâm sở tư ở đây là sự đầu tư của ý thức. Trong khi đó nó biết bao nhiêu người giàu có biết bao nhiêu, nhưng mà họ thiếu cái gọi là cái right intending, thiếu cái đó, họ thiếu cái này, cho nên ấy là nó khổ như là điên. Giống như chánh kiến là right view vậy đó, right view là chánh kiến ha, còn ở đây đó là right intending, tức là họ sống họ có cái chủ đích của cái chủ hướng, của cái định hướng rất là tốt. Thì hành động cũng vậy, lớn nhỏ cũng vậy, mình làm cái gì mình cũng nhắm đến lợi ích của mình, của người đời này đời sau, sống không có lòng hại người hại mình nhé. Thì đó được gọi là chánh tư hay là thiện tư. Chánh tư hay là thiện tư, chánh tư hay là thiện tư, gọi là cú sa lát chế chia tấn nghe, đó là thiện tư. Còn chánh tư là sâm ma pa ni y tác, gọi là chánh tư hay là chánh hướng nhé. Đây quan trọng lắm, chánh tư là sâm ma pa ni y tác. Đó, cái tư quan trọng. Còn là nếu mà mình sống ở đời này mình cũng đói ăn khát uống, nhưng mà mình thiếu cái sammapanihita này, thiếu cái này kẹt lắm, thiếu cái này thì mình như con thú vậy đó, có nghĩa là chỉ biết đói ăn khát uống, nam nữ được cái trong máy tìm nhau, và cái thứ tư là cái khả năng phản vệ, có nghĩa là phản ứng và tự vệ đó. Cái chữ này có trong sách chứ không phải chữ của tôi chế nha, khả năng phản vệ tức là phản ứng và tự vệ thôi. Cái ai đụng đến mình thì mình có cái thái độ đối phó như vậy thôi. Thì giống như mình thấy con chuột, con kiến, con gián thì hai mà đụng đến thì một là nó cắn lại mình, hai nữa là nó bỏ nó chạy, thì đó gọi là phản vệ ha. Trong khi cái người mà có cái sammapanihita hoặc cú sa lát cetana là khác, họ sống ngoài cái đối ăn khác uống ra, họ còn có một cái thứ tư nữa, là họ còn có cái thứ năm nữa, đó là họ biết cái gì thiện, biết cái gì ác, biết phân biệt cái gì cần và cái gì mình thích, biết phân biệt cái mình cần và điều mình thích. Đó, cái này là thú nó không có, là thú nó không có cái này, là thú nó không có biết phân biệt cái mình cần và điều mình thích. Không, ok, giờ thấy trả lời là rõ rồi, dạ rồi. Rồi cái thứ tư đó gọi là thức thực. Ở đây nói thêm nữa, trong sớ giải của thì thức thực ám chỉ cho thức tái sinh. Mở một đơn ra để Bali vô Pháp tí sanh hí Quỳnh nhà nát, chữ nát là chấm dưới nha, Pháp tí sanh với Quỳnh nhà nát. Cái này nó quan trọng nè, cái này tôi nhắc cái là nghe nè, cái chỗ này phải đánh thôi. Khi một thiện tâm xuất hiện thì nó âm thầm tạo ra một tâm tái sinh vào cõi lầm, một ác niệm xuất hiện cũng vậy, nó âm thầm tạo ra một tâm đầu thai vào cõi khổ. Trong kinh gọi là đọa xứ, gọi là apaya bhumi,
Vậy đó, một nó âm thầm tạo ra, mà ngay bây giờ thì chưa có, nhưng mà nó xuất hiện, có nghĩa là nó và nó đã chuẩn bị một cái tâm đó cho mình rồi đó, nó chuẩn bị một cái tâm xa đọa cho mình trong kiếp sau rồi đó. Mà ai học A Tỳ Đàm thì biết, nếu có người đối với người học A Tỳ Đàm thì chỗ này tôi sẽ nói như thế này: khi mà một cái tâm thiện dục giới xuất hiện, khi một đại thiện xuất hiện, nó coi như đang âm thầm chuẩn bị một tâm đại quả để ta tái sinh vào cõi lành nào đó. Cái chữ nào đó này thì quan trọng lắm, hồi tôi sẽ nói sau. Khi một tâm thiện sắc giới hả xuất hiện thì nó cũng âm thầm tạo ra một tâm quả sắc giới để ta sinh về cõi Phật. Một khi một tâm thiện và vô sắc giới xuất hiện thì nó âm thầm tạo ra một tâm quả vô sắc giới để ta cõi vô sắc giới. Như vậy nói đến tâm tái tục là phải nói đến cái tâm nào đã tạo ra nó. Cho nên thích thực ở đây đó là chỉ về tâm tái tục đó. Mà tâm đấy, mà tâm tái tục này ở đâu nó ra? Nó do những cái tâm thiện ác quá khứ. Khi một tâm bất thiện xuất hiện thì nó âm một tâm tái sinh vào cõi khổ. Khi mà hành giả có học tứ niệm xứ, có học A Tỳ Đàm ấy, thì biết được cái này nè, trong đời sống mình mới cẩn thận. Cái mỗi lần mà mình sống một ngày mà quá nhiều cái bất thiện, mình biết rồi, bữa nay là mình gieo cái chủng tử bất thiện, gieo cái chủng tử tái sinh vào cõi khổ. Còn cái chữ mà nào đó là sao, là nó như thế này, nó như thế này: nghiệp mạnh thì tạo ra hai thứ quả, quả tái sinh và quả bình sinh. Nghiệp nhẹ thì chỉ quả bình sinh. Thí dụ như bây giờ tôi cúng dường cho Đức Phật. Đức Phật là một đối tượng rất là đáng quý, và đức độ ngài rất là lớn. Với cái chuyện mà tôi cúng cho ngài một muỗng cơm đó, đủ để cho tôi có được cả hai thứ nghiệp, có nghĩa là nghiệp tái sanh về cõi lành, và đồng thời tôi sanh về cõi nào đến đó thì vấn đề mà vật chất của tôi là coi như dư tràn, đó là nghiệp nặng. Còn trường hợp như bây giờ tôi chỉ ăn dư rồi cái tiểu lém lấy đồ dư, tôi chỉ đem ném ra ngoài rừng một khúc bánh mì rụng thôi, để cho con nào nó ăn được thì nó ăn, thì cái việc đó là việc thiện, nhưng mà nó nhỏ xíu thôi. Nhỏ là tại sao? Tại vì cái tâm lành mà lúc tôi ném cái bánh mì đó, cái tâm đó nó cũng không có gì ghê gớm, nó không cần phải làm cái trạng thái tâm quan hỷ đặc biệt như là khi tôi cúng dường Đức Phật. Và cái món đồ mà tôi luyện ra thì cũng là món đồ dư thôi, và cái đối tượng mà tôi nhắm tới thì cũng chỉ là mấy cái con thú hoang, thú rừng gì đó thôi. Thì tất cả những cái yếu tố này nó cộng lại, nó quá nhỏ, quá yếu, nó quá mềm, nó quá sơ sài, cho nên nó không đủ để tạo ra cái nghiệp tái sinh.
mà nó chỉ tạo ra cái nghiệp gọi là nghiệp bình sinh. Bình sinh là cái nghiệp daily đó, daily, cái daily thôi, daily là mỗi ngày thôi. Ví dụ như ngài Angulimala, ngài Angulimala cái vị này để là cắt cái lóng tai rồi đeo lên cổ, cổ đó. Thì cái kiếp cuối cùng mà trước khi mà thành Phật có chuyện, trước khi mà gặp Phật để mà chứng thánh á, chuyện ngày Angulimala này đã làm cái chuyện đó. Dù khi mà ngày gặp Phật và ngày xuất gia rồi đó thì thôi, mà tu hành rất là đàng hoàng, rất là chân chánh, và ngày trở thành một vị A-la-hán. Nhưng mà trước khi ngày đặt thánh á, hả, thì thôi ngày đi ngày cứ nghiệp, người ta thấy ngày ra đường là người ta chửi bới, người ta dè biểu, người ta còn ném đá, lấy cây người ta đánh, người ta đập, thì người ta hận ngày là đã giết người thân người ta, mà ngày giết 999 người. À, người vua đó là một Phật tử biết là ngày đã được xuất gia đàng hoàng, ngày vua coi như cái vụ đó là trắng én, đó là luật ngày xưa, chứ luật ngày nay là không xong với bình luật bây giờ đâu. Ngày xưa thì ông vua là ông là trời, cho nên ông nói ok là mọi thứ ok hả. Thì coi như là ngài bị đánh chửi coi như là suốt mùa thu luôn hả. Nhưng mà đặc biệt là tuy bị đánh chửi nhưng lúc nào cũng có người thương quý rồi cúng dường thức ăn ngon miệng, đặt tiền. Tại sao? Là bởi vì đời xưa đó, ngài đó từng là một vị tỳ kheo, rồi cái mỗi ngày đi bát về đó, ăn dư chút đỉnh ở trong cái bình bát đó, rồi ngài mới đem ra cái chỗ nào mà khô ráo đó, ngài mới đổ ra đó chút xíu đồ ăn dư vậy đó, giống như bánh mì vụn hay là vài ba một nhúm hạt cơm rồi vậy đó, chút vậy đó. Rồi ngài mới đổ ra cái chỗ đàng hoàng sạch sẽ đó, ngài nghĩ trong bụng là con kiến, con gián, con chuột, con bọ nào ăn được thì ăn vậy đó. Mà suốt một cái đời tu của ngài thì ngày nào ngài cũng làm như vậy hết. Lúc nào cũng cứ sau bữa ăn này cũng dắt với cái ý tốt, là với cái thiện tư. Hồi nãy tôi nói là với cái thiện tư, là con nào ăn được nó ăn. Mà suốt đời tu của ngài nào cũng làm như vậy, cho nên đây cái quả nó trổ là khi mà ngày sanh tử luân hồi đó, là coi như hoàn cảnh nào đi nữa, xin lỗi, với làm con thú luôn, làm con chó luôn, con mèo được, cũng làm chó làm mèo của nhà giàu ăn không hết. Ở đây là bên địa sĩ, bên Đức, quý vị người vô trong mấy cái siêu thị đó, quý vị gặp cái bước vô cái gian mà nó bán đồ cho chó mèo đó, mình nhìn mình tủi luôn, mình tủi, mình thấy mình thương cho cái những cái người về dân xứ nghèo. Bên đây đồ ăn chó mèo nó vô bao vô bì, nó đẹp, cái con mèo bên đây nó như vậy đó, nó sung sướng đó. Cái chỗ mà nó nằm nó cũng sướng, rồi cái đồ mà đựng nước thì nó uống cũng sang. Có nghĩa là khi nào mà ở đây nó có đồ uống nước cho chó cho mèo đó, tức là cái lượng nước ở trên đó người ta tính toán, lúc nó cũng chảy xuống vừa đủ một cái máng đựng ở dưới. Khi mà con chó con mèo nó đến nó uống hết cái số nước đó thì tự nhiên cái số nước tiếp theo nó sẽ đổ xuống, nó lấp đầy về cái chỗ trống đó. Nó dễ sợ, nó có nhiều cái tấu tăng nó đặc biệt như dành cho loài thú này. Thì cho nên giờ mình khi mình đã có phước rồi đó, thì dầu cho mình có tái sinh làm cái gì đi nữa, xin lỗi nha, mình có làm cái con trùng con dế thì cũng ở cái chỗ mà nhiều thức ăn. Cho nên là cái nghiệp đó nó có hai loại. Một là khi mình làm thiện làm ác vậy, nó có hai loại nghiệp quả. Một là nó tạo ra quả tái tục, nó đưa mình vào cảnh giới này cảnh giới kia. Hai nữa là nó cho cái quả thứ hai là quả bình sinh, cái kia là quả tái sinh, gọi là quả bình sinh, nghĩa là khi mình sanh ra rồi thì mình được hưởng cái này cái nọ. Nhớ cái đó. Cho nên hãy nói đến thức tái sanh là tâm tái tục đó, thì phải nhớ liền sáng nay mình học về thức tái sinh, tức là thức thực đó, tức là bốn thứ ở trong kinh này thôi nha, tức là đoàn thực, tức là mình mang cái tấm thân này bắt buộc phải ăn uống này kia, ăn uống kể cả uống thuốc bổ thì cũng kể là đoàn thực. Rồi xúc thực, tức là cái sự gặp nhau giữa căn cảnh và thức, như hồi nãy đã giải thích rồi, đã giải thích rồi nha. Có nghĩa là khi lục căn mình có vấn đề, hoặc là sáu cảnh có vấn đề thì thức không có mặt được.
mà nếu mà căng thẳng thức mà nó không có mặt được thì đời sống mình nó khiếm khuyết. Tức là lẽ ra bữa đó mình có một cái niềm vui, nhưng mà vì nó bị trục trặc cái gì đó, cái gì bây giờ mình gặp người thân mình, tôi ôm lại cho nhớ, bữa đó là mình đang thương nhớ má mình và mình đã gặp má mình, đúng. Nhưng mà nó xui bữa đó là mình bị bệnh nặng quá đi, cho nên khi mà mình nhìn má mình thì cái tâm mình cũng bị ảnh hưởng. Hoặc là bữa đó ví dụ như mình đi du lịch, mà coi như là đúng là cảnh nó đẹp vậy đó, mà bữa nó sương mù nhiều quá, hoặc là bữa con mắt mình nó bị nhậm, nó bị bụi vô mắt, bị đau mắt thì mình cũng nhìn thấy được. Cho nên căn cảnh thức nó phải trong hoàn cảnh ok, nghe ngon lành thì mình mới có thể là có một đời sống. Đời sống mình nó chỉ là sự hiện hữu của sáu căn, mà sáu căn có vấn đề thì coi như xong rồi. Cái tư niệm thực có nghĩa là cái ý hướng của mình trong đời sống này, cái này quan trọng lắm, cũng công việc đó mà cũng đời sống đó, cũng hoàn cảnh đó, nhưng mà mình trải qua nó bằng cái tâm như thế nào, bằng cái tác ý thiện hay là bất thiện, bằng cái cố ý thiện hay bất thiện, bằng cái sự đầu tư ý thức lành mạnh hay là ác xấu. Rồi cái thứ tư, cái thức thực ở đây trong ngay cái kinh này để ám chỉ cho cái tâm thái tục, mà cái tâm thái tục này ở đâu nó có, là bởi vì do các thiền ác nãy tôi giải thích cạn lời rồi, gãy lữ rồi nha. Không có tâm thái tục thì đâu có cái cõi tái sanh, đấy chứ. Có nghĩa là có trâu, có chó, có heo, có gà, có người, có chư thiên, có phạm thiên có phàm, có thánh thì đều vô tâm thái tục nha, nhớ nha. Chỉ người nào tái sinh bằng tâm hợp trí thì mới có thể đắc thiền hay chứng thánh. Rồi, cái tâm tái tục nó quan trọng lắm, nó quan trọng chỗ đó đó. Cho nên có những chuyện nó đã quyết định ngay trong bụng mẹ rồi nha. Dù mình cố gắng cách mấy thì nữa, cho nên người Tàu họ có một câu gần giống như vậy, đó là đại phú do thiên mà tiểu phú do cần. Tức là giàu mà giàu dữ dội đó, giàu kiểu như ông Bill Gates hoặc là ông Buffett thì giàu cái đó là do thiên, ở đây có nghĩa là do nghiệp đời trước đó. Còn cái tiểu phú do cần, cái gì cần đây là siêng siêng, thì như mình cái số mình cũng có giàu, nhưng mình siêng quá thì cũng đủ ăn đủ mặc. Thì cái trí tuệ cũng vậy, cái chuyện mà đắc thiền chiến thắng nó không phải là do mình nỗ lực đủ, nó còn phải do nhiều yếu tố như ba la mật đời trước, để cộng với cái tâm tái sinh của mình, cái đầu đời đó mình đã tái sinh bằng cái tâm niệm tâm gì. Chỉ có tâm thiện hợp trí mới tạo ra tâm tái sinh hợp trí đó. Muốn có tâm thiện hợp trí thì khi làm phước cũng có trí tuệ, và trí tuệ này có được từ ba nguồn, trí văn, trí tư, trí tu. Định nghĩa là hướng dẫn như là con nít luôn á. Trí văn có được do việc ta nghe nè, học nè, đọc nè, từ đâu đó. Trí tư từ sự suy gẫm thấm thía trầm tư tiêu hóa với riêng mình dựa trên cái đã biết. Còn cái trí tu á là có được từ sự tu tập Vipassana,
quan sát, quan sát sinh hoạt và tâm trạng thường nhật của mình do duyên mà có, và cái gì đã có cũng vô thường. Đó là học, học về tứ thực mà học như vậy đó, tứ thực là học như vậy đó. Tức là cái thức tái tục á, nó được tạo ra từ cái tâm thiện tâm ác, mà chỉ có cái tâm mà thiện hợp trí thì nó mới có tạo ra cái tâm tái sinh hợp trí. Mà muốn có tâm thiện hợp trí á, thì mình phải khi làm phước phải có trí tuệ, biết rõ, biết rõ cái quả báo cái lợi ích của cái việc làm này, chứ không phải làm là vì tùy hứng, không phải làm chỉ vì thích, mà biết rõ hành động mình làm, mình tin là có lý nghiệp báo, tin vào cái lợi ích. Như mình biết mình hỗ trợ vậy là mình hỗ trợ cho chánh pháp, chúng sinh sẽ được lợi lạc đó. Mình phải hiểu như vậy đó, mình hiểu cái việc làm mình nó như vậy đó. Cái việc làm này nè là nên là hỗ trợ chánh pháp, là đem lại lợi lạc cho chúng sinh. Việc làm này nè là việc thiện cho quả vui, mình biết rõ như vậy đó. Việc làm này nè là ba la mật để mình giác ngộ giải thoát đời sau, thì cái biết đó nó được gọi là hợp trí nha, hợp trí. Và cái trí này nó có được từ ba nguồn. Một là trí văn, là những gì ta nghe học đọc từ đâu đó, thấm thía trầm tư tiêu hóa. Trí tu á, là nó có được từ sự tu tập vipassana. Phải làm sao chứ, chứ mình nghe nó nói mà nói như vẹt như két như nhộng như cưỡng sao được. Vipassana là cái thiền xứ nghe, là mình quan sát cái sinh hoạt và cái tâm trạng thường nhật của mình. Biết là đang đi nè, biết đang đi nè, biết đang ngồi, biết rõ nè, biết đang ngồi, biết đang khó chịu, biết đang vui, biết cái này là tâm thiện nè, biết cái này tâm ác, biết cái này cái tâm này nên nên có nè, tâm này không nên có, biết rõ nè. Đó là quan sát cái sinh hoạt và tâm trạng để làm chi, để thấy cái gì nó cũng do duyên mà có, và cái gì đã có cũng vô thường. Mà ngay bây giờ trên mặt lý thuyết thì thấy như nói như vậy thôi, chứ còn mà để thấy sâu hơn nữa thì chỉ có hành giả tư tứ thiền xứ thôi, chỉ có thực tập. Sống chậm á, khi sống chậm và mái phù, phải có cái mái phù nữa, thì sẽ thấy ra nhiều điều cực kỳ thú vị và quan trọng. Cái này tôi cố ý tôi viết để cho mấy con thấy thế, thì tự nhiên sẽ thấy ra rất là nhiều cái điều mà nó cực kỳ thú vị và quan trọng. Cái giáo pháp Đức Phật á là sao, là sanh đích chí cô, là phải tự mình thấm thía. Bởi cái này giảng rồi nha, mà tới bữa nay mà diễn bơ bơ ra đó là tự mình thấm thía, không thể tin suông vào người khác. Đó, cái chỗ đó có vấn đề là chỗ đó. Rồi, cái sanh đích chí cô là tự mình thấm thía, không thể tin suông vào người khác. Rồi tiếng Pali gọi là Parasattha chứ. Parasattha chứ, cái này là chữ trong, tức là niềm tin vào người khác, tin suông vào người khác. Pali gọi là Parasattha chứ. Chữ phải ghi luôn, chữ này được dùng trong chú giải kinh kinh chi ta kinh ngọn cờ nhé, kinh ngọn cờ tôi đã học rồi, ta chắc đấy số ta vừa học xong tuần trước. À, mà cái kinh này em biết trong rung cũng nhớ là quên mất rồi, không biết mình cũng chẳng biết hả. Đó, rồi thì Đức Phật ngài mới dạy rằng là sau khi ngài nói rõ bốn thứ Phật thực này đó, ngài mới hỏi chư tăng, ngài chỉ bốn thứ Phật thực này đó nó là Phật thực, bốn thực phẩm vừa kể đó là nhân sanh tử, nhưng chúng được hỗ trợ từ đâu?
đây người trả lời là tự ái. Tự ái. Bây giờ đối với một vị và la hán không còn ái nữa thì bốn cái này coi như không có. Và chính vì đó, chính vì cái người còn tham ái cho nên bốn ông này mới làm, ông mới có cơ hội làm việc. Tôi ví dụ như các vị biết đó, là một chiếc tàu ấy là nó phải có nhiều cái yếu tố, nhiều cái điều kiện, có nhiều cái nhân viên, chiếc tàu nó mới vận hành ở trên biển, trên sông, trên hồ được. Và bây giờ nó chỉ cần nó bị trục trặc, nó bị lủng đi, tàu bị lủng hoặc cái máy nó bị hư, hoặc là đang đi trên biển mà cái người biết lái tàu á họ lăn đùng ra họ chết, thì cái chiếc tàu nó không có vận hành được nữa. Đấy. Kinh ví dụ vị La Hán giống như con tàu mục nát không còn đi trên nước được nữa, không thể tiếp tục có mặt trên biển khổ trầm luân. Vì A La Hán giống như chiếc đó. Bây giờ thể còn ái đó thì mới còn có cái cơ sở này nè. Bây giờ tôi nói nè, mình sống được là nhờ mình ăn, mình sống được là nhờ mình còn có cái khả năng tiêu thụ thực phẩm và thuốc men. Nhớ nha, mình sống được đó là vì mình còn có cái khả năng tiêu thụ thực phẩm và thức ăn. Khi mà mình không còn hai cái khả năng này nữa đó thì coi như xong. Mà làm sao mà mình có thể tiêu thụ được thức ăn và thuốc men đây? Từ đâu? Từ đó mình muốn. Mình phải có cái muốn, hoặc là người khác muốn. Thì bây giờ tôi đang nói cái tấm thân sinh lý của mình đó, là nó có sự tham dự của người khác nữa. Còn bản thân mình thì có mình thôi. Nhưng mà nếu bây giờ tôi đang ví dụ mà, tôi đang ví dụ, nhớ là tôi đang ví dụ nha, thì nó phải có cái muốn mới được. Phải có cái muốn. Bây giờ tôi hôn mê thì cũng phải có người muốn, muốn tôi sống. Rồi có người muốn tôi dùng những cái life support nhé. Chứ còn mà không có ai muốn hết thì làm sao mà cơ thể tôi nó có thể tiếp nhận được cái này cái kia. Cho nên cái ái nó quan trọng. Đức Phật này dạy rằng là cái dòng sinh tử mình nó phải nhờ cậy vào bốn cái thứ thực phẩm này. Nhưng mà bốn thứ thực phẩm này nó chỉ bốn thực phẩm này chỉ có tác dụng với người còn tham ái. Rồi tiếp theo bây giờ người trở vô cho lý duyên khởi trở lại. Ái này có từ thọ. Có từ ba thọ hay năm thọ, biết cái này rừng có biết không? Ba thọ là nó tắt tức là khổ, lạc, xả. Khổ là cái gì mà ta khó chịu, bất mãn, dù về tinh thần hay là thể xác. Còn lạc là cái gì mà làm cho ta dễ chịu, dù tinh thần hay là thể xác. Còn xả đó là cái cảm giác mà không khổ mà cũng không có lạc nghe. Đó là thọ có ba. Còn thọ có năm á, tức là chia ra khổ lạc. Khổ là khó chịu về thân, lạc là dễ chịu về thân, ưu khó chịu về tâm, hỷ là dễ chịu về tâm. Còn xả là sự lạnh lùng vô cảm của tâm, chứ không kể là thân, không kể là thân mà kể là tâm thôi. Thì sẽ bốn chữ lạnh lùng vô cảm mình biết tâm rồi. Còn cái thân của mình á
Tại sao nó không có thọ xả? Là bởi vì cái thanh của mình ấy, nó có cảm giác ấy, là vì tâm. Chứ bản thân cái thanh của mình ấy, nó không có cảm xúc, vì nó chỉ là cái cục thịt thôi. Nhớ nha, thanh mình là cái cục thịt thôi, cho nên nó không có xả. Nói từ nói khó chịu về thân này có nghĩa là sao? Có nghĩa là cũng cái thân đó mà khi nó bị cái gì đó, khi nó bị cái gì đó thì cái tâm khó chịu, khi nó được cái gì đó thì cái tâm dễ chịu. Phải nhớ kỹ cái này nha, cho bản thân nó cái tâm gì đó, bản thân cái thân mình qua thì đàm nói cái này nè. Khi mà nó chỉ có hai, nó thân mình chỉ có hai cái cảm xúc thôi, thân sinh lý chỉ có hai cảm giác dễ chịu hoặc khó chịu khi ta để ý một chút sẽ thấy thân không có cảm giác thứ ba. Đó, nó không có cảm giác thứ ba. Với hành giả niệm mạnh, thân này hầu như chỉ có khổ thọ. Đối với hành giả mà niệm mạnh á, hành giả niệm mạnh thì thân này hầu như chỉ có khổ thọ. Hiếm khi được lạc thọ. Mà chỉ có hành giả mình niệm mạnh mới thấy được cái đó. Vì mình sống lăng xăng mà đất ra vậy, là mình đi mình tắm rửa rồi mình chuẩn bị thức ăn sáng rồi mình dọt ra sở mình đi làm hả? Rồi ra sở mình lo công việc, mình sở xong là chiều mình lái xe mình chạy về nhà, mình cũng tắm rửa ăn uống với chồng với vợ với con với cái hả? Xong rồi mình chui mình ngồi vô mình ngủ một giấc, xong rồi sáng làm tiếp. Mình không có mấy khi mình ngồi mình nhìn lại cái thân của mình. Chứ nếu mà bà con mình có một cái giây phút mà nó ngồi yên lại, xếp chân cán dài kiết dài, ngồi thẳng cái lưng lên hả, hít sâu ha, thở chậm ha, quan sát biết rõ ha, cái bàn tọa, cái mông của mình nó đang chạm ở trên cái sàn nhà ha, ta gọi là trên cái tấm trải ha, biết rõ hai đầu gối với cái mông nó đang chạm dưới, biết rõ hai bàn tay mình đang rời hai đầu gối ha, biết rõ, hít sâu, biết rõ, thở chậm, biết rõ ha. Thì lúc đó hành giả sẽ, quý vị sẽ có gì, quý vị thấy một cái chuyện là cái thân này nó khổ từ cái chảnh đầu, nó khổ xuống tới chân, nó đau, nó rèm, nó mỏi, nó ngứa, nó đủ tư vấn đề hết. Là vì sao? Là vì từ xưa đến nhận phóng vật mình không có thấy thôi. Cái thân này nó là một cái nhà máy, nó là một cái thành phố mà bao nhiêu thứ nó đang hoạt động rầm rầm ở trong đó, nhớ nha. Nó đang hoạt động để gì? Để nó đào thải những cái tế bào chết đưa ra ngoài, rồi cái ông nào lo cái bộ phận tiêu hóa thì cứ làm việc bên tiêu hóa, ông nào làm bên cái bộ phận hô hấp thì cứ làm bên hô hấp, ông này chuyển máu đi, ông này rước máu về, rồi ông thì lo kiểm soát thân nhiệt, rồi ông thì làm một động hỗ trợ cho gan làm việc, rồi bao tử làm việc, thận làm việc, rồi cái lá lách phổi mạnh anh nào để làm việc cái phần hạnh của anh đó, làm việc từng răng ở trong. Mà ảnh phải mang ảnh vừa làm mà ảnh vừa nói với nhau mới đọc, mà chỉ có hành giả mới nghe được cái tiếng đó thôi. Chỉ có hành giả mới nghe những cái câu nói của mấy cái bộ phận nó đang nói với nhau. Nó nói như thế này nè, làm ráng làm cho nhanh, làm sao mà cho cái thằng mà nó già ở trong nó dặn nhau đó, làm phải được vượt chỉ tiêu, làm sao cho cái thằng mà nó già mới được. Nó phải làm việc thì làm sao nó dặn, mà nó nói cái mục đích của mình là làm sao cho ông mà nó già đi mới đúng mức. Đó, mình hành giả mới nghe được câu đó. Còn cái thứ mà không có chánh niệm, không nghe được mấy câu này, nó làm mà nó dặn nhau thì nó làm sao mình cho thằng này nó sậm mà chè rồi thôi, đúng. Thì cứ 20 năm cái phổi mà 20 tuổi nó đâu có giống cái phổi 30 tuổi, rồi cái phổi 50 tuổi, rồi cái phổi 70 tuổi, rồi bao tử cũng vậy. Lúc đó làm việc nó đã dặn nhau rồi, làm sao cho nó kết thúc, cho nó xong mà. Cho nên nè, chỉ thành giả thì cái này, cho nên nó gọi là cái ái nó do thọ, có nghĩa là khi mà mình trong đời sống mình làm sao mình tránh được cái feeling, sao tránh được cái cảm xúc, cảm giác hả? Có nghĩa là khi mình gặp, mình nhìn, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, thì trong từng phút như vậy thì không có cái gì mà không để lại mình cảm xúc, cảm giác, mà thì nó gọi là thọ. Mà cái thọ này nó có từ đâu? Thọ có từ xúc,
sự gặp nhau của căn cảnh và thức đã nói ở trên rồi nha. Mà xúc này ở đâu nó ra? Xúc cái này nó do là do sáu căn ra, mà hổng đã nói với các vị rồi. Sáu căn ấy, nó có ở trong đời này nè, cái chúng sanh mở cõi dục thô thiển thì phải có đủ sáu căn lên tới cõi sắc giới, thì ta chỉ còn sắc giới hữu tâm ấy, thì ta chỉ còn có ba căn thôi, nhãn nhĩ và bảy căn. Và cái nhãn nhĩ của người ta đó, mình đừng có nghĩ là người ta có cái nhãn nhĩ giống như mình. Cái nhãn nhĩ của người ta là để làm việc, là để thấy cái đang thấy, để nghe cái đang nghe, phẩm thiên. Còn mình ở dưới đây đó hả, là cái mắt tay mũi lưỡi của mình đó hả, là để sống, để hưởng thụ và để chịu đựng. Hai cái khác nhau, phải nhớ cái đó. Người ta có để làm việc. Phạm Thiên ấy, Phạm Thiên có nhãn nhĩ chỉ để làm việc, nghe cái đáng nghe, cần nghe và thấy cái cần thấy, cần nhìn. Người cõi dục giới thì dùng sáu căn để sống, để hưởng thụ và chịu đựng, bao gồm những trường hợp không cần thiết. Đó, bao gồm những trường hợp không cần thiết. Nó khác nha, cho nó phải nhớ cái chỗ này. Cho nên nó là do có sáu căn nó mới có, nó có xúc. Vì xúc là sự gặp gỡ của sáu căn, sáu cảm, sáu thức. Nếu mà không đủ sáu căn thì làm gì có đủ sáu xúc nha. Cho nên phải có gọi là sáu xứ. Sáu xứ nó mới tạo ra sáu xúc. Mà sáu xứ ở đâu nó có? Sáu xứ nó do sáu xứ, tức là lục căn á, do danh sắc tái tục, tức danh sắc đầu đời mà có. Hồi nãy tôi nói rồi, do khi mỗi khi do cái nghiệp thiện ác mà mình mới có cái tâm đầu thai, cái gì nhớ đó là cái nhân xa, nhớ nha, cái đó là nhân xa. Còn cái nhân gần á, nhân gần là cái gì? Nhân gần là cái danh sắc, cái danh sắc đầu đời đó, danh sắc đầu đời của mình đó. Nó có là do cái thức tái sanh. Danh sắc đầu đời nó có là do cái thức tái tục. Còn danh nói mà nói nhân xa đó, à giờ bây giờ đúng rồi, nói là nhân kinh do nghiệp thiện ác mà tôi bây giờ tôi phải tái sanh làm cái con trùng con dế, gọi làm con người, gọi làm chư thiên nha. Thì cái nghiệp thiện ác đó nó chính là bà nội nha. Còn cái tâm tái tục đó, nó giống như là nếu như bà ngoại, đúng rồi, nếu như bà ngoại vậy đó, cái nghiệp thiện ác nó giống như bà ngoại. Rồi bà ngoại đó nó mới tạo ra mẹ của tôi, rồi mẹ tôi mới sinh ra tôi, nhớ chưa? Thì do nghiệp thiện ác đời trước, nghiệp thiện ác một đời quá khứ nào đó tạo ra thức tái tục, tức là tâm đầu thai kiếp này, và từ
tâm này mới có danh sắc đầu đời. Danh sắc ở đây tức là những cái thành tố tâm sinh lý mà đầu tiên hết thảy trong cuộc đời của mình. Ở đây ai có học thì biết, tức là cái mà khoa học họ gọi là cái chữ photos, là nó rất là đại khái. Chứ theo trong Abhidharma thì cái bắt đầu của cái photos này nó là cái này. Đó, nó là ví dụ mình đang nói thân người đi, nó là cái con tinh trùng nhỏ xíu, hình dáng y như là con nòng nắp vậy đó. Mà nó mới đi vào ở trong cái buồng trứng của người mẹ đó, nó di cắn ở trong đó, rồi từ đó nó mới hình thành ra đứa bé. Mà buổi đầu nó nhỏ đến mức mà mắt thường không có nhìn thấy. Rồi cái bầu thai nó phát triển từng lễ thứ nhất, rồi thứ hai, thứ ba, rồi lên đến tháng. Rồi tháng thứ nhất, tháng thứ hai là nó đi từ từ nó đi từ một cái nhỏ, đốm nhỏ xíu không có thấy bằng mắt thường nha. Mà riêng mà mình thấy nó thành ra một cục thịt. Đó, tức là từ cái nhỏ xíu nó thành ra một miếng giống như là một cái vệt máu, rồi từ từ nó thành ra một cái tròng trứng cút. Rồi sau đó nó thành ra cái tròng trứng gà, rồi bắt đầu nó mới từ từ nó mới ra cục thịt. Thịt mềm như là mềm, rồi cục thịt cứng, rồi cục thịt nó từ từ nó phát triển lớn hơn, rồi nó mới có lòi ra mấy cái nhánh. Mà mấy cái nhánh đó về sau này nè, nó mới là đầu mình tay chân nè, rồi nó đi ra riết, rồi từ từ hình thành ra đứa bé bàn tay năm ngón, bàn chân năm ngón nè. Rồi nó ra từ từ như vậy, thì đó gọi là danh sắc đầu đời nè. Thì những cái này nè, nó có từ thức tái sinh. Mà thức tái sinh là hỏi có hồi nào thì có thức tái sinh được tạo ra từ đâu, thì mình phải nói là từ một cái quá khứ nào đó, không nói được. Bởi vì sao? Là vì cũng có những cái nghiệp mà nó mạnh á, nó cho cái quả đầu thai gần, thì làm chút trước là cái sao có liền. Có những nghiệp đó là nó phải nhiều đời nhiều kiếp, 500 kiếp, 1000 kiếp sống sau đó nó mới cho quả tái sinh. Cho nên mỗi ngày mình sống thiện ác như thế nào thì coi như mình đang nghĩa là gửi trong nhà băng ấy những cái tâm tái tục. Mà những cái tâm tái tục đó mình rút ra hồi nào mình không, chừng nào mình không có biết được. Chỉ có Đức Phật cảnh biết được gì đó thôi. Thế là ngài biết rằng hôm nay nè, với cái nghiệp này của mình làm bữa nay nè, thì nó sẽ tạo ra những tâm tái tục cho bao lâu nữa mà mình nhận được. Cho nên mình chỉ biết một chuyện này khác là sống bằng tâm thiện thì sẽ có tâm tái tục về cõi thiện, chỉ vậy thôi nha. Rồi, cho nên ở đây mình không nhắc đến nghiệp nữa, mình chỉ nói là thức tái tục thôi. Thức tái tục nó có từ nghiệp quá khứ. Mà thức tái tục nó có từ đâu? Nó có từ hành. Thức tái tục có từ hành. Mà hành ở đây là ba loại nghiệp thiện ác. Đó, nãy nói rồi. Đó, nó từ ba lần ba nghiệp thiện ác. Nhớ nha, ba nghiệp thiện ác. Đó là nghiệp ác, rồi nghiệp thiện. Số mũi rồi. Đấy. Mà ba nghiệp thiện ác ở đây nó có từ đâu? Nó có từ vô minh. Mà vô minh là cái gì? Vấn đề đây. Không biết trong rừng còn nhớ ba nghiệp thiện ác không ta? Các vị còn nhớ không? Đó là nghiệp bất thiện, rồi cái thiện dục giới, thiện bất thiện, xong rồi bắt đầu tới thiện hữu sắc đi. Rồi cái thiện vô sắc, nói cho dễ nhớ. Rồi mà ba cái này nó có từ vô minh, và vô minh đây là gì? Là vô ba hành này, tức ba nghiệp này có từ vô minh trong tứ đế. Rồi biết nói tới đây rồi, cái này tôi ôn hoài mà biết còn nhớ hay không.
còn nhớ vô minh trong tứ đế hay không? Các vị còn nhớ vô minh trong tứ đế hay không? Vì tôi không có biết cái room này nó gồm những ai, tôi không có biết là họ vô đây rồi họ trầm mền họ ngủ, hay là họ vô đây rồi là bữa trồi bữa sụt, bữa có bữa không. Mà như vậy thì nó kẹt lắm, bởi vì cứ bữa nhớ bữa không như vậy thì cứ mỗi ngày cứ nghe là thấy lạ, nghe thấy nó lạ. Mà có nhiều cái thấy mới lạ hoài đó thì nó hay, nhưng mà có nhiều cái mà cứ ngày nào vô không có nghe mới lạ, có gì tưởng tượng gì đi học ngoại ngữ đi hả? Mà sao thầy ôn bài mà sao cái bài nào mà cũng thấy nó lạ quá, cái đó là coi như là xong nha, đó là xong nha. Rồi xong thì ngày đó, ngày trước hết với bài kinh này là ngày đầu tiên là ngày bắt đầu từ bốn thứ thực phẩm hả? Tức là bốn nguồn dưỡng tố để tạo nên cái đời sống này, và ngài mới lấy cái đó làm cái đầu đề để mà ngài giảng về ngài duyên khởi. Và một lúc khác, các bạn phải ghi xuống thôi, một lúc khác thì giáo lý nghệ duyên khởi bằng cách khác như tấm thân này từ đâu mà có. Đó. Bắt đầu y chang như vậy, tôi y chang như vậy. Bốn cái này từ đâu mà có. Đó. Từ ái mà có. Đó, y chang như vậy. Rồi có những vị độc giác đó, là ngày bị cái chuyện trước khi thành Phật cái ngày gặp cái chuyện buồn, là nó ngày mới suy hỏi, nó hỏi là nỗi khổ này từ đâu mà có. Đó, cái ngày là trả lời khác, và cái ý như y chang này, từ sự sanh ra, tức là từ sự chào đời của ta mà có. Rồi cái bắt đầu với sự chào đời đó từ đâu mà có. Cứ vậy thì cũng ra duyên khởi. Hoặc là một chứng bệnh, vì nó suy nghĩ là cái bệnh này ở đâu mà có, cái cũng suy nghĩ theo cách đó, cũng là vô minh duyên hành thành duyên vết y chang theo cách như vậy đó. Nhớ nha, tức là cái cách quán duyên khởi đó là không có phải lúc nào cũng khư khư là cái vô minh duyên hành duyên thích đúng. Đó là cái công thức, đó là nguyên tắc. Nhớ nha, đó là cái nguyên lý, là nguyên tắc, là công thức, là như vậy. Nhưng mà trong thực tế tu chứng, trong thực tế tu chứng thì mỗi vị bắt đầu theo cách của mình. Thí dụ như có chỗ Đức Phật ngày dạy mình đó là khi mà mình quan sát cái sinh hoạt thường nhật, mình vừa nhìn thấy cái gì đó, mình vừa nghe cái âm thanh gì đó mà mình thích, thì lập tức mình biết liền đây là ai. Đây, khi nhìn nghe cái gì đó với tâm thích thú thì hành giả biết ngay đây là ai. Ai sẽ sinh ra thủ. Thủ của ông tôi giải thích rồi. Thủ đã giải thích rồi. Thủ có nghĩa là sự, để phải ghi chú, là sự gắn chặt vào khái niệm chi. Và tại sao tôi không để tiếng Việt Nam? Tại vì tôi biết trong room là có những cái người mà dốt, chắc là người ở bên ngoài nước, người dốt Atidam là người ngoài nước, mà người trong nước thì giỏi Atidam. Cho nên cái này gắn chặt vào khái niệm chấp tôi và cái niệm hưởng thụ nha. Tướng thủ nói gọn là chỉ có hai cái đó thôi, cái niệm chấp tôi của tôi nha, và cái này ngọt nha, cái này bùi nha. Nhớ như vậy, tướng thủ gồm là còn có hai thôi, nghĩa là cái niệm chấp tôi và cái niệm ngọt ngào, mà cái nào cũng làm cho mình chết hết. Bởi vì nếu mà mình nhìn kỹ ha, nhìn kỹ thì không có cái gì nó ngọt ngào hết. Mà khi mình không thấy cái gì ngọt ngào thì xin lỗi nha, mình uống nước cống hay sao mà mình lại đi nghĩ rằng đây là tôi, đây là của tôi. Bởi vì mình thấy nó ngọt ngào, nó là cái gì đó hay hay,
thì mình mới gắn cái khái niệm tôi vào trong đó. Chứ còn nó khổ như điên mà tôi cái nỗi gì. Cho nên khổ không đáng sợ bằng lạc. Dù lạc á, được tạo ra từ thiện, mà khổ được tạo ra từ ác. Dễ sợ mình nghe đó, mình mới thấy tại sao người ta sợ luân hồi. Cái hành giả hiểu đạo là phải sợ luân hồi, là sợ chỗ đó. Là bởi vì á, cái lạc á, là cái điều hạnh phúc nó mới dễ khiến cho mình bị sụp hố, mình mới bị xa lầy nha. Mà cái lạc nó được cái gì tạo ra? Nó được cái thiện tạo ra. Bởi vì đời sống này chỉ có thiện ác buồn vui là bốn thứ: thiện, ác, buồn vui. Thiện nó tạo ra cái vui, mà ác tạo ra cái khổ. Mà chính cái anh mà thiện đó, khi mình làm thiện nó tạo ra cho mình một đời sống kiếp sau đó là sung sướng. Mà hãy sung sướng đó, thì mình không còn nghĩ gì nữa hết, không còn lo tu hành gì nữa hết. Rất là khó. Tôi nói 1 triệu lần mà không biết bà con còn nhớ không. Bây giờ bà con, đặc biệt là phụ nữ, ngủ dậy tự nhiên thấy mình đẹp như người mẫu. Không cần biết mấy tuổi, không cần biết, chỉ biết ngủ dậy dương vai mở mắt nhìn xuống một cái là coi như người mẫu. Cao 1m8, không? Thằng nào ra phần đó hoàn chỉnh, tương tác chỉnh chu à. Rồi là trong nhà băng mà có 8 triệu đô la trong đó à. Rồi coi như là thằng chồng mà xấu quắc của mình tự nhiên nó lăn đùng ra nó chết à. Hoặc là cái cô vợ già như thị nở mình thì nó lăn ra nó chết. Rồi con cái mình là coi như tự nhiên cái nó học hành giỏi giang, rồi nó đi qua tiểu bang khác, rồi để cho mình được sống một mình như vậy đó. Rồi mình mới bắt đầu đi spa, rồi mới đi resort à. Rồi mình mới là đi ra, đi về Mallorca, đi về Venice, đi về chỗ này chỗ kia mình đông chơi, đi du thuyền, đi cruise. Thì tôi đố cái gì vậy chứ, 1 tháng mà các vị thu nhập từ vài triệu đô la ha. Rồi tình gia đạo tình duyên, rồi cái nào cũng gia đạo bình yên mà tình duyên như ý, thì các vị còn tu hành nữa hay không? Đó, mà những cái đó nó đâu nó ra, nó là quả thiện nha, nó là quả thiện. Mà bây giờ khi mà hưởng thiện rồi là coi như mình khỏi muốn tu luôn nha. Mà nếu mà cái đời sống nó kéo dài thì đến cái năm quý vị 92 tuổi, tưởng tượng đi, từ bây giờ chỉ biết ăn là chỉ biết ngồi giũa móng thôi, là có người tới gọi là spa tại nhà luôn ha. Rồi coi như là ăn uống rồi có kẻ hầu người hạ, chứ còn muốn ăn cái gì là nhấc cái phone lên là kẻ hầu ở dưới bếp nó nghe được, là lát sau nó bưng lên y chang vậy. Đi chợ đi bằng trực thăng không à, chứ không có đi bằng xe hơi. Và đi bằng trực thăng thì nó mới hết mua, nó tìm được những món mình thích được nha. Mà nếu mà như vậy đó, cái việc tưởng tượng, cái việc tưởng tượng được ha, thì cái lúc đó cái việc còn tu cái nỗi gì nữa ha, cái tu cái nỗi gì. Cho nên cái lòng dòng luân hồi nó đáng sợ một cái điểm, đó là làm ác ấy, thì nó dễ hơn làm thiện. Cho nên ấy, lúc nào cái khổ cũng nhiều hơn cái vui, đó là cái đáng sợ thứ nhất. Đúng là cái này tôi viết mà giờ tôi làm biến quá sức mình biến rồi, cho nên ai viết giùm thì viết. Cái đáng sợ luân hồi thứ nhất là cái việc thiện ác. Thứ nhất là ác nó quá dễ làm đi, cho nên là ác càng dễ làm gì nào thì cái khổ nó càng nhiều gì đó. Đó là cái đáng sợ thứ nhất. Cái đáng sợ thứ hai là cái việc thiện nó cho ra cái quả nó rất dễ khiến mình hiểu lầm là ngọt ngào. Mà hãy cái quả của thiện đó mà nó khiến cho mình thấy nó ngọt ngào thì mình mới lọt cái trong tứ thủ được. Tức là mình chấp đây là ngọt, đây là bùi, đây là thơm, đây là ngon. Rồi từ cái ngọt bùi thơm ngon này nó mới dẫn đến cái thứ hai, đây là tôi, đây là của tôi. À, cho nên cái thiện, cái ác nó đáng sợ là bởi vì nó làm cho mình khổ. Mình phải ghi thôi. Cái ác đáng sợ vì nó tạo ra nỗi khổ niềm đau. Cái thiện đáng sợ vì nó tạo ra những cạm bẫy. Cái dễ sợ không? Cái ác thì nó tạo ra những nỗi khổ niềm đau, còn cái thiện thì nó đáng sợ là vì nó tạo ra những cạm bẫy. Những cạm bẫy ngọt ngào
có thêm những ngọt ngào nữa, những cảm biến ngọt ngào. Thì nãy tôi nói rồi, bây giờ một tháng mà quý vị kiếm vô được 100.000 đô la thì hỏi các vị có còn vào đây nghe giảng hay không, tự hỏi lòng mình đi nghe. Tại mà tôi còn nói thêm nữa, đó là cái giờ mà các vị kiếm tiền đó là nó ngay chốc vô cái giờ giảng này, nó ngay chốc luôn đó. Tức là quý vị giao dịch thị trường chứng khoán rồi địa ốc bất động sản thì đó là nó ngay chốc 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng. Mà cứ trung bình đó là ngày một tháng quý vị có được 1 triệu nha, trung bình tháng có 1 triệu thì phải là cái người có phước báo mới được như vậy chứ. Tháng kiếm được, chứ tôi không nói ngày nha, một ngày có 1 triệu thôi là cái như là khỏi nhìn quý vị luôn. Tháng có 1 triệu hả? Thì một năm quý vị có ít nhất là phải là 10 triệu, bởi vì 2 tháng thì mất đi chơi rồi hả? Coi như nó là chết, quý vị chỉ có chết rồi. Đến một ngày nào đó quý vị 70-80 tuổi mà ngồi xa lăng ấy, ngồi mới nhớ lại mới thấy tiếc, mới thấy giá mà ngày xưa mình hấp nước mắm mà mình đi tu thiền nó tốt hơn bây giờ quá nhiều. Còn ngày xưa đó, một tháng mình kiếm 1 triệu ngay cái đương thời lúc đó thì nó đã thiệt. Nhưng mà câu này ghi rồi, khi mọi sự đã là quá khứ thì ta mới thấy quá khứ thiện tốt hơn là quá khứ vui. Không biết ghi câu này hiểu không ta? Cái câu này hiểu không? Cái câu này đáng để quý vị xăm lên trán nha, xăm lên trán. Cái câu này nè, khi mọi sự đã là quá khứ thì ta mới thấy cái quá khứ thiện nó tốt hơn cái quá khứ vui. À, mà mọi người á thì chỉ thích hiện tại vui mà không thích cái hiện tại thiện. Không biết hai này hiểu không ta? Cái câu này hiểu không? Mọi người thì chỉ thích cái hiện tại vui mà không thích cái hiện tại thiện. Mà nếu mà không thích cái hiện tại thiện thì mai mốt làm gì có cái quá khứ thiện? Trời ơi, ghê, mà không hiểu tôi chết liền. Tự nhiên tôi muốn chết nếu có gì mà không hiểu. Bây giờ thứ nhất, khi mọi sự đã qua rồi thì ai cũng muốn mình có một cái quá khứ thiện chứ không có cần quá khứ vui. À đó, mà trong khi đó, khi mọi sự đã qua rồi đó thì mình thấy cái quá khứ vui á nó không bằng cái quá khứ thiện. Hai câu này nó phải đi chung với nhau làm gì? Hai câu này phải đi chung với nhau. Khi mà mọi sự đã qua rồi đó thì ta thấy cái quá khứ thiện nó tốt hơn cái quá khứ vui. Mà chuyện trước mắt á thì ai cũng thích cái hiện tại vui chứ không ai thích cái hiện tại thiện. Đây cái vấn đề nằm ở chỗ đó đó. Cho nên hành giả cứ nhớ cái này nè, mỗi lần mà thấy mà nghe mà ngửi mà nếm mà đụng suy tư là thấy mà có bất thiện mà nhớ liền, nhớ à cái này là ái nha, ái nha, cái này ái, mà ái nó duyên với thủ, mà thủ nó sẽ tạo ra hữu, mà hữu đây là gì? Hữu đây tức là nghiệp tái sinh. Thủ tạo ra hữu tức nghiệp tái sinh và tâm tái sinh. À, do có hữu mới có sự chào đời, do có chào đời mới có sầu nè, bi nè, khổ nè, ưu nè, não nè, khóc nè. Đó, anh giả thấy như vậy đó. Mà tôi biết mấy cái bài này nói thì có lẽ quý vị hiểu, nhưng mà thấm mà chưa có về phải vì nó bị một cái sốc. Trong kinh nói có 4 loại ngựa, mấy có vị còn nghe, bốn loại ngựa. Loại thứ nhất chỉ vỗ về là chạy. Loại hai
thấy dán rồi mới chạy. Cái loại ba đó bị một rồi mới chạy. Loại bốn đánh chết cũng không chạy. Chỉ đáng làm thịt. Cái loại này bình tháp á, bình tháp á, họ mấy ngựa thế này để làm thịt thôi. Ngựa đó thì trong kinh mới giải thích thế này, có những người đó, có người vì niềm hoan hỷ mà tu tập, có người phải đợi thấy ai đó khổ mới tu tập, có người phải đợi cái khổ đó xảy ra trên người của mình ấy, mới tu tập. Có người thà chết cũng không tu tập. Đó, nó có bốn hạng vậy đó. Ý gì bốn hạng ngựa? Cái thứ nhất là vỗ về nó, cái vỗ cái mông của nó là nó giật. Còn cái loại thứ hai là nó thấy mình rút cái cây lên là nó giật. Loại thứ ba là quất cho nó cây thì nó mới, hoặc là bên đây không có đấm mà người ta chọt. Ở bên Thụy Sĩ nó có cái cây roi ngựa ngắn ngắn bằng da, thì ở đầu nó có một cái mũi bằng thép. Nó không đủ để cho con ngựa bị thương, nhưng mà đủ để cho con ngựa nó tôi đâu phải ngựa sao tôi biết, nhưng mà chắc đau hay nhột mình không có biết. Nhưng mà tại các tôi quên tôi cũ ấy, thì đồ cũ người ta đang bán nguyên một bộ, tức là yên rồi cái y để ngồi, rồi cái để mình gài chân, rồi dây ràng mỏm, rồi cái roi đánh luôn cả nguyên bộ, thì tôi mới biết. Thì nó chọn nó một cái là nó chạy. Còn cái loại thứ ba là nó quất nó một cây, rồi loại thứ tư là đánh chết cũng không chạy. Thì người cũng vậy, người có bốn ngày như vậy. Cái thứ nhất chỉ cần nghe giảng hoan nghĩ là đi tu. Rồi cái thứ hai đó là phải thấy ai, thấy cái chuyện đời của ai đó sợ quá rồi đi tu. Chuyện thứ người thứ ba đó là phải đợi cái gì nó xảy ra trên người của mình á, mình mới đi tu. Và cái hạng thứ tư là coi như đình hồng. Hình như tôi thấy hình như là mình là toàn là thứ ba không, 99% mình là lọt loại thứ ba. Đó là tôi đang nói những người mà tôi đang nói những cái người mà tôi nha, chứ còn những người không biết đạo thì mình là họ là loại thứ tư hết, hầu hết như vậy. Nhưng mà hầu hết là ok. Bây giờ đó là 7 giờ rồi. Ok rồi, bây giờ tôi giảng thêm bài đó là mình nghỉ, giảng xong bài tiếp theo dầu mấy giờ cũng nghỉ ha. Cái kinh tiếp theo là Moliya Phakune. Vị này khi tu có búi tóc rất to nên được gọi là Mô. Đúng rồi, cái chuyện này nó mắc mớ hết, đều sẵn học cho biết. Mô đi nha. Bên cạnh tên do cha mẹ đặt là Phát Huynh Nên. Cái búi tóc rất là to. Ok. Thì cái vị này, cái bài kinh này nè, bài kinh này nó cao siêu chỗ là nội dung y chang, nội dung kinh này nè y hệt như kinh vừa rồi, nhưng sâu sắc ở chỗ
Đức Phật xác định rằng không có ai trong dòng sinh tử đó, mà chỉ có cái này mới hay ra các bạn, cái này sâu là sâu chỗ này, tức là cái vị Modiyathakuna là đi xuất gia, rồi bữa đó cũng nghe giảng bài kinh này nè, rồi cái vị đó khi mà nghe giảng là anh sống được là do bốn thứ thức ăn, mà bốn thứ thức ăn này nó được hình thành từ ái, mà ái nó có từ thọ. Rồi vị đó nghe bài kinh nói xong đó, thì vị đó mới hỏi, vị đó mới hỏi, vị đó nghe thì mới hiểu, hiểu như thế này, hiểu là có một người, phải nói sao chỗ này ta, tức là nếu mà những cái này nè mà nó xảy ra cho mình á, thì nó có một cái mình, nó có cái mình ở trong dòng sinh tử, mà nếu nó xảy ra cho người ta thì có một cái ai đó, có một cái ai đó, có ai đó, có ai đó sanh tử luân hồi, rồi có ai đó làm việc thiện, rồi còn nếu mà bản thân mình thì tôi là việc thiện, tôi là người tiêu thụ bốn cái thứ thực phẩm, rồi tôi là cái người có ái dục, tôi là người có danh sắc, rồi tôi là người có ba hành, tôi là người có vô minh, vô minh đó là vô minh của tôi. Vậy người ta nghe giảng hiểu như vậy, chứ phải không, ở đây không có tôi nào hết, không có người nào hết, mà chỉ có các duyên thôi, mà đúng điều này chỉ có hành giả, chỉ có hành giả mới thấy được rằng toàn bộ đời sống của mình và của người đều là sự lắp ráp, rồi cái gì nữa, ghép nối của từng phần danh sắc rời rạc nhau. Không có gì trên đời này là massive, là pure, là solid, mà tất cả chỉ là composition, có nghĩa là sự lắp ráp ghép nối mà thôi. Không biết trong râm có cái chỗ này có nghe hiểu không ta, các bạn có hiểu cái này không, hiểu thì cũng biết rồi đó. Trên đời này không có cái gì mà nó là massive, nó là pure, nó là solid, tức là nguyên khối, nguyên cục, tinh tuyền, không có. Trên đời không có cái đó, không có nha. There is nothing is massive or pure or solid, mà nó chỉ là composition, nó là transition thôi. Thì nguyên cái bài kinh Pháp Cú Ná nhắm đến cái ý nghĩa này, nó đặc biệt cái chỗ đó, nó đặc biệt cái chỗ đó. Tức là trong kinh có một câu thế này: Đúc Khát Mi Vác Hi Na Cô Chí Đúc Khi Tô, chỉ có sự khổ, không có người bị khổ. Đó, rồi ký rí gia vác có hành động, không có ai hành động. Đó, áp thị hệ nếp bụt tí nát nếp bụt tù, chỉ có sự viên tịch, không có người nào viên tịch. Rồi mắt gam mắt chí gam mắt cô nát quý chất tỷ. Đó, chỉ có con đường, không có người nào đi. Vấn đề nằm ở chỗ này. Dukkha me vana ko dukkha to kriya vakara ko na vichati attena pudena na buto makka makki yama ko na vichati. Chỉ có cái khổ, chứ không có người bị khổ.
chỉ có hành động chứ không có ai hành động, chỉ có cái sự viên tịch chứ không có người viên tịch, và chỉ có con đường chứ không có người đâu đi. Bây giờ bà con ngồi nghĩ kỹ rồi có đúng như vậy không, chỉ toàn là danh sách không à. Giống như mình nói là chiếc xe Mercedes, nhưng mà bây giờ mình tháo ra từng phần thì không hề có một chiếc xe, không hề có một chiếc xe nào ngoài ra những đồ phạt đó. Cái phần khác mình nói lạ cho đó, không hề có một chiếc xe nào ngoài ra những đồ phạt, đúng đó là vậy đó. Cho nên nó là bây giờ mình nói xe này xe kia, nhưng bây giờ tôi tháo ra cái đồ phạt, có cho mình biết đêm hôm trước tôi đọc nó có những cái chiếc xe mà xe nó kêu là những chiếc xe mô tô á, những cái chiếc mô tô đó là cả triệu đô la, thấy ham lắm, mình không có chạy nổi mà thấy ham đó. Nhưng mà thật ra nó có bao nhiêu triệu đô la đây nữa thì nó cũng chỉ là đồ rác thôi. Thì đối với chiếc xe thì nó đúng, nhưng đối với con người á, tại sao mà mình khổ là bởi vì mình thấy mình là cái gì đó à. Cho nên hồi chưa tu á, chưa tu á thì thấy mình và người khác là somebody. Tu rồi á thấy chỉ còn là something. Liễu đạo rồi á thấy là nothing. Biết ghi nói biết hiểu không ta? Hiểu không? Có nghĩa là chưa tu á thì thấy mình là ai đó, tu rồi thì em thấy mình chỉ là cái gì đó, và liễu đạo rồi thì thấy không còn gì hết. Cho nên cái vấn đề là chưa tu á thì thấy mình là somebody, là tu lát sao tu mình được khá khá thế, còn chỉ còn something, thì cuối cùng thì là nothing. Nothing mà cái nothing ở đây nó không phải là không có gì, mà nothing ở đây có nghĩa là conditional, nhớ nha, chứ không phải nothing là không có, mà nothing ở đây là conditional, là transitional đó. Từ đó đó từ chỗ này là mình mới thấy đó là nothing ở đây không phải là không có, không phải không có gì, mà là có theo cách tùy duyên và vô thường. Có, nó có à, nhưng mà nó có kiểu này à, cho nên nếu mà nó có kiểu này thì mình nói không cũng được, mà nói khó nó có cũng xong. Cho nên nếu mà nó vạn thể pháp là nó là có là một kinh toan à, ít bữa mà sau cái bài kinh đó nói mọi thứ là có là sao, mà nếu nó mọi thứ là không cũng sao, mà thì nó rõ là có như thế nào, mà không là không như thế nào. Đấy, chưa tu thì thấy mình là ai đó, rồi tu rồi thấy là cái gì đó, mà liễu đạo rồi thì thấy không có cái gì hết, mà chỉ có cái cách tùy duyên vô thường. Tùy duyên nghĩa là sao? Tức là hội đủ duyên thì nó có, mà không đủ duyên thì nó không có. Hoặc là nó có duyên thì cái lối A đó thì nó có mặt theo cái kiểu A, mà nó đủ duyên thì kiểu B đó, thì nó có mặt theo kiểu B. Đấy, nhớ như vậy. Như vậy phải ghi thêm: đủ duyên có mặt thì mới có mặt. Đó, rồi chưa có thêm nữa: đủ duyên theo cách nào thì có mặt theo cách đó. Tôi ví dụ vô duyên không lấy được nhau. Đấy, vô duyên thì không cưới được nhau. Có duyên lấy nhau nhưng không đủ duyên để hạnh
Đó là vậy, nó có chứ, nó có duyên, nó có duyên. Bởi vì vô duyên sao lấy được nhau? Có, nó phải có duyên gì đó nó mới lấy được nhau. Nhưng mà nó có thì kiểu A hay kiểu B, cái này là chưa biết nha. Bởi vì có khi đó, có khi ta lấy nhau vì duyên, có khi lấy nhau vì nợ, có khi vì nợ, tức có nghĩa là có khi vì thuận duyên, có khi vì nghịch duyên, đó, chướng duyên, lấy nhau để làm khổ nhau. Nhớ nha, có cái vụ này nữa nha. Tức là nhiều khi giá như hôm đó đừng mưa, và giá như hôm đó đừng đưa em về. Tôi mê câu này lắm. Giá như hôm ấy đừng mưa, mà giá như hôm ấy đừng đưa em về. Có nghĩa là lấy nhau rồi mà bây giờ tiếc, chứ hai bữa đó đừng có để mưa, rồi hai đứa đừng có thấy nhau, rồi đừng có cái vụ mà xài chung dù, rồi cùng bước vào một cái trạm điện thoại, cái cabin điện thoại để mà đứng, đừng có đứng chung với máy hiên, rồi đừng có đâu có cái màn mà hỏi thăm nhà ở đâu, số mấy, đừng gì, số phone, địa chỉ, email, Facebook, rồi từ đó mới là quen nhau, rồi từ đó mới là dính nhau, rồi thì làm khổ nhau. Có một câu chuyện mà cứ về tâm ba tôi hay kể hoài đó. Nên là có cái ăn cái buổi chiều đó, có cái anh thanh niên anh câu cá ngoài hồ, anh móc điếu thuốc ra mà không có hộp quẹt. Anh mới tới, anh mới gặp một ông cụ đang câu cá gần đó, mới hỏi tôi bác, bà có quẹt không, cho cháu xin, trời lạnh quá thèm điếu thuốc. Thì ông cụ giờ ông này tự trên xuống dưới, cái ông nói tôi không có hút thuốc, tôi không có hộp quẹt. Nhưng mà tôi nói thiệt với cậu, tôi mà có tôi cũng không có đưa. Thì cái anh thanh niên này mới ngạc nhiên, nói thưa bác, thì nếu bác không có thì thôi, nhưng mà bác cháu có làm gì lỗi rồi bác nói câu nghe, nó ông thêm câu rồi cái gì mà tôi có tôi không có đưa. Thì ông già mới nói thế này, ông già ông nói đúng là ông già tính kỹ, ông già ông nói là cái mặt mũi cậu nhìn ok quá, giọng nói ok quá, truyền cảm truyền nhiễm ha, mà cho cậu mượn rồi cái cậu cảm tình rồi cậu lân la, rồi ngày nào tôi cũng ra đây câu, rồi cậu cỡ như cậu thế nào tôi cũng mến, mà mến là thế nào cũng có ngày tôi mời về nhà, mà tôi là đàn ông già mà là đàn ông nữa mà gặp cậu tôi còn mến, thì nói về con gái của tôi, mà con gái của tôi nó mến cậu thì thế nào nó cũng có đi xa hơn, cặp kè rồi đi xa hơn, ai cấm được chuyện mà hôn nhân, hãy hôn nhân muốn lấy nhau phải hỏi ý tôi, mà tôi làm gì mà tôi chịu gả con gái của tôi cho một cái thằng vừa nghiện thuốc lá vừa không có quẹt. Cái chuyện này mình nghe nó tào lao thiệt, nhưng mà tôi ngồi tôi đọc cái chuyện đó tôi thấm lắm, tôi thấm đó. Là có nhiều sự ở đời này nó khởi đi bằng một cái duyên cớ rất là nhỏ xíu thôi, bởi người ta mới là giá như hôm đó đừng mưa, mà giá như hôm đó đừng đưa em về, nó khỏe quá. Nó khỏe quá mà chính từ một cái duyên cớ nhỏ xíu đó, từ cái sảy nó nảy cái ung là chỗ đó. Cho nên cái phần dạy mình sống tỉnh thức là làm sao là luôn luôn ở trong tình trạng cảnh giác, mindfulness, be mindful, be careful. Ở trong đầu đạo Phật có hai chữ rất là hay, đó là chữ carefree và chữ careless. Hai chữ này bà con phân biệt dịch, cái chữ carefree và careless rất là hay. Cái giọt mưa cuối mùa chắc sợ tôi đi xa sao mới nhắc tôi được kinh. Ok, mình kinh giảng xong rồi, mình kinh giảng xong rồi, có nghĩa rằng chỉ có các duyên làm việc với nhau, không hề phải ghi lại nội dung kinh là chỉ có các duyên làm việc với nhau, không có ai có mặt và tham dự vào đó hết. Rồi xong, tạm biệt, hẹn gặp lại bà con vào ngày thứ năm.
Dạ, chúc quý vị một ngày vui. Mà bài kinh bữa nay tôi nghĩ rằng giảng bữa nay nó tuy giảng có hai kinh nhưng mà bà con mà nhớ được đây là bài kinh, hai bài kinh giáo lý rất là căn bản, cái phẩm nhân duyên này rất là căn bản. Ok, à quên cái câu này, cái này tức là không nói không được, để tôi biết là mình một phần là mình vui tính, một phần nữa là tại vì mình tin cậy bà con. Cho nên là cái bữa nào mà tôi bữa hôm thứ bảy tôi khoe, tôi nói tôi nghĩ đi, tôi đi chứ hôm nay tôi đi. Mình có gì mình nói thiệt, mình không có làm màu, mình không có vẽ. Vậy đó mà có một cái tay ác thiệt lẽ, anh đi vào trong Facebook này, anh nói rằng đó là miệng ổng thì ổng nói ổng chán, miệng ổng nói ổng chán mà ổng cứ đi tùm lum hết trơn. Tôi nghe, tôi đọc đó tôi hay ngậm ngùi, tôi ngậm ngùi ba chuyện. Chuyện thứ nhất, tại tôi nghĩ như vậy là mấy người này là họ muốn là ông sư là mở miệng ra nó là phải nổ. Bây giờ thôi đóng rung thì tôi sẽ đi hành thiền ngoài rừng á, rồi tôi sẽ ôm bát hết thực, rồi tôi về tôi ăn xong tôi sẽ ngồi niệm Phật tới chiều tối, rồi tôi sẽ cầu nguyện cho bà con, tôi cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu cho Trung Quốc trả lại gần xa trường xa, cầu cho đất nước thanh bình. Thì như vậy là nó quá đẹp rồi nghe, nhưng mà không. Mình thiệt thà mà không màu mè, mình nói thiệt là thôi giờ tôi nghĩ thì tôi đi dạ. Mà bà con là không khoái cái người như vậy, bà con khoái nổ, ok, cãi về bây giờ, tắt máy tôi đi mua thuốc nổ, ok, cãi về bây giờ, tắt máy tôi đi mua thuốc nổ, ok, cãi về bây giờ, tắt máy tôi đi mua thuốc nổ, ok, cãi về bây giờ, tắt máy tôi đi mua thuốc nổ, ok, cãi về bây giờ, tắt máy tôi đi mua thuốc nổ, ok, cãi về bây giờ, tắt máy tôi đi mua thuốc nổ, ok, cãi về bây giờ, tắt máy tôi đi mua thuốc nổ, ok, cãi về bây giờ, tắt máy tôi đi mua thuốc nổ, ok, cãi về bây giờ, tắt máy tôi đi mua thuốc nổ, ok, cãi về bây giờ, tắt máy tôi đi